Sáng ngày 8 tháng 10 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2021 tới sự có đồng chí Phạm Văn Diện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Tham gia tập huấn có gần 200 người là thành viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, trong thời gian một phần hai ngày các đại biểu được tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội hướng dẫn hoạt động của ban công tác mặt trận tại các tổ dân phố triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp thông qua tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận từ quận đến các tổ dân phố những nội dung cơ bản về công tác mặt trận tổ quốc việt nam về chức năng nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam qua đó giúp đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc các cấp từng bước nâng cao về nhận thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đoàn kết tập hợp khối đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay từ đó tổ chức tốt các hoạt động và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao